MU trả giá cực đắt cho chiến thắng áp sát ngôi nhì bảng ngoại hạng Anh. MU trả giá cực đắt sau trận thắng Crystal Palace khi Casemiro nhận thẻ đỏ vì bóp cổ cầu thủ Will Huggins. Casemiro mới trở lại sau án treo giò và góp mặt trong trận đấu giữa MU với Crystal Palace tại vòng 22 ngoại hạng Anh 2022-2023. Tiền vệ người Brazil đóng góp lớn về mặt chuyên môn nhưng anh cũng là tâm điểm sau trận đấu. Theo đó, tại phút thứ 67, Anthony đi bóng ở cánh phải và bị hai cầu thủ Crystal Palace húc văng khỏi sân. Tình huống trên đã dẫn đến một pha xô xát giữa cầu thủ hai đội Casemiro, Fred và hai đồng hương của Anthony ngay lập tức lao đến để bênh vực đàn em. Trong tình hình hỗn loạn, Casemiro đã có hành động bóc cổ Will Huggins. Sau khi được tổ VAR tư vấn, và tận mắt xem lại video làm chậm trọng tài chính Andre Mariner trở lại sân và rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền vệ số 18 của chủ nhà. Trọng tài gây tranh cãi bởi trước đó, Jordan Elwell cũng có hành động bóc cổ với Fred nhưng không phải chịu bất kỳ án phạt nào. Mặc dù Casemiro bị truất quyền thi đấu, nhưng MU vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để lọt vào top 3. Tuy nhiên, theo Goal, Casemiro có thể bị treo giò 3 trận nên MU sẽ phải trả giá quá đắt cho trận thắng này. Trước khi bị đuổi khỏi sân, Casemiro thi đấu năng nổ và cùng Manchester United làm chủ hoàn toàn thế trận. Quỷ đỏ còn nắm lợi thế lớn với hai bàn do công của Bruno Fernandes và Marcus Rashford. Casemiro là mắt xích cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Erik ten Hag áp dụng cho MU. Do đó, việc cầu thủ này bị treo giò sẽ ảnh hưởng tới tham vọng đua vô địch của Quỷ đỏ.